Ở đây đây là cái áo hả? Rồi, cũng như mình thiết kế một cái áo để mình đi bắt ong vậy nè. Đó, rồi. Hồi anh sẽ chùm vô như gì, anh đổi cái nón kết nó sẽ hơi ra gì để mình dễ dọn dễ đi á. Rồi. Như vậy là nó bảo vệ mình, nó ong nó không không có chích đúng không? Không, đúng không? Chứ anh mà để không là coi như là về là má nhìn không ra luôn. Nhà mổ, ổ giữ nhà mổ nó cũng không giữ anh. Còn cái này là cái đuốc mình chỉ dùng cho khi gừng mình còn nước nha. Rồi. Còn nếu gừng mình đã khô mình sẽ có cái bình đun khói. Rồi. Mình sẽ cho bài dùng đun khói để mình phòng chống cháy gừng á. Rồi. Nói gì cho nó rõ ràng. Đây mọi người, sau khi em mặc vô thì em trở thành như thế này. Chúng ta sẽ cùng đi bắt ong ngày hôm nay vô rừng Vân Khánh Tây. Hello, đây là Aki, đang ở trong rừng và đứng cách cái tổ ong này khoảng 10 mét, nhưng mà rất là an toàn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cắt cái miếng này để mình bắt ra ong nguyên chất đúng không? Đúng rồi. Cái này là đã vệ sinh sạch sẽ, tay là rửa sạch rồi nha bà con. Chứ đúng ra là theo quy trình vệ sinh là phải có bao tay. Lần mình ở trong đồng, mình đâu có mình ở trong đồng. Sạch tay nào quất à. Anh thấy cũng nhiều nha. Tính vô đi gần thôi. Ở đâu? Đứng hả? Bắt cá sạch thôi. Còn cái sáp này thì mình làm gì? Mình sẽ nấu để mình tha kèo lại á. Mình tha cái kèo mình sẽ gác trong rừng đó.